rồi ở gần hồi đó giờ nói chung Ừ, mến tay mến nó chân chạy về với rồi, nó bây giờ nó quen đi rồi. ở đây cô cũng buồn sao chịu Ờ, nổi. buồn con mất rồi thêm cháu đi nữa. Dạ. Anh chị thì vắng số rồi. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa nó về bển nữa rồi, cô đâu có chịu được. Thôi giờ được. Giờ ở đây nó đốt nhang rồi cho cha mẹ nó. Dạ. Ảnh thì ảnh đòi anh rước hai đứa nhỏ về bàn thờ tôi ăn mới á, ai cho rước ai cho thỉnh đâu Dạ. có nên. Dạ. Thì thôi kệ đi, Ừ, rồi để sau này tụi nó lớn nó lên sau này rồi tụi lớn nó lên. tự chọn đi cô ơi. Ừ, thì cô nói sao này nó tự chọn chứ cô đâu có giành giật gì. Dạ, Bây để giờ ở thì đâu để cũng cho được, bên nó nội ở bên đây ngoại gì cũng nó được. đỡ ở đây nó đỡ buồn. Dạ. Ừ, cha mẹ nó thì đi đầu này đầu kia hoài nó cũng ở nhà. Ảnh hồi trước giờ là không có biết rượu chè gì chân luôn hả Nó không cô? có rượu chè gì chứ, ở nhà đám giỗ nó cũng không uống nữa. Dạ. Tại Ở vì đây cũng tiếp khách thôi là chạy về trốn à. cái cô ở đằng này cô thương anh Nhã dữ lắm luôn, cái cô mà bán tạp hóa lớn lớn tuổi á, cô nói ảnh mắc rồi là cổ cũng như suy sụp tinh thần luôn á. Nói đây ngay đi, hai vợ chồng nó ở đây ai cũng thương chứ, Dạ. nó không mất lòng gì với ai chứ. Ai nói gì nó cười khà 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 thôi. Của thằng em nó hôm qua ghé em mà bà con cô nó ghé điếu đốt điếu thuốc nó mà trời ơi mới dựng điếu thuốc lên là anh ba anh làm một hơi cái là tái cán luôn. Sợ gì đó hả cô? Nó nói vậy đó, Đốt cái đốt là rồi cầm lên nữa là điếu thuốc cháy gần một hơi rồi tái cán luôn. Nó nói với cô nó đó, vì dạ. mẹ nó hai mẹ con qua nó giờ mẹ ơi con mới cầm cái mà điếu thuốc lên cho ông anh ba một cái ổng là một hơi cái là tới cắn luôn. Trời ơi vậy đó. Bởi vì mấy đứa này đốt suốt luôn Dạ. nè. Bây giờ thì chú có lời khuyên với tụi con ha. Cha mẹ mất hết rồi thì tụi con á sống với ông bà ngoại, bây giờ tụi con cố gắng học hành ha, ai làm gì làm kệ người ta, mình không có mà theo bạn theo bè gì chân, tụi con gắng cố gắng lo học học để sau này tụi con nhờ cái thân tụi con, tại vì nhà mình đất ruộng không có, gia đình quá khó khăn thì chỉ có cách là tụi con cố gắng lo học để sau này tụi con thay đổi cuộc đời của tụi con ha con ha, cố gắng lo học nghe con. Nhật cũng vậy, đi học về thì mới mốt á tập trung lo bài vở rồi không không có coi điện thoại nhiều, nhiều khi con sử dụng điện thoại nhiều nó bị ảnh hưởng, nó bị phân tâm á con biết không. Hai chị em lo học rồi lâu lâu chú điện qua chú hỏi thăm tụi con ha. Ừ, cố gắng nghe con. Ừ. Em ơi, xin chào quý cô chú anh chị, em chào bà con. Hôm nay Khởi Trần đi qua nhà của anh Nhã chị Nhan để thăm hỏi sức khỏe của cô. Cô là mẹ của chị Nhan của chú anh chị. Thì Khởi Trần nhắc lại cái sự việc xảy ra để cho quý cô chú anh chị mới xem clip này của Khởi Trần sẽ hiểu rõ hơn về cái câu chuyện nó như thế nào. Anh Nhã chị Nhan là anh Nhã là 43 tuổi và chị Nhan là 41 tuổi. Là một cái buổi chiều á đi đám của người bạn làm chung công ty, là cái đêm 29 tháng 4 đó cô chú anh chị, là đi đám về khoảng cả 8 giờ tối rồi có xảy ra tai nạn xe với xe 7 chỗ của chú anh chị, làm anh chị là chết tại chỗ luôn. Sự việc rất là đau lòng của chú anh chị, để lại hai đứa con thơ là bé lớn, bé gái là 14 tuổi và bé trai á là 13 tuổi. Anh Nhã thì hồi nào giờ xóm riêng ở đây cũng biết anh Nhã là cũng không có rượu chè gì hết cô chú anh chị, chí thú lo làm ăn, mà tại vì cái kinh tế ruộng đất không có cho nên làm cũng không có dư giả gì. Khải Trần mời cô chú anh chị cùng vô thăm gia đình với Khải Trần nha. Đây thì cũng anh chị cũng vừa an táng xong cũng một ngày hai ngày gì đó cô chú anh chị. Không khí còn bao trùm căn nhà đó cô chú anh chị ơi, tội lắm. Dạ con chào cô.
Dạ cô. Con chào chú. Con trai, chị con đâu rồi? Vừa thắp nhang cho anh chị. Ủa mà mới đổi cái ảnh của mẹ lại gì thấy khác khác cho con? Dạ mới đổi ảnh của mẹ con lại, tại ảnh kia không thấy rõ. Cái ảnh kia không rõ hung rồi mới đổi lại đó hả? Dạ. Là mới quạ lại đó ha. Dạ. Thấy hay là lạ. Cái bữa ăn táng tới bữa nay là 2 ngày phải không cô? Ăn táng tới 2 ngày. 2 ngày rồi. Dạ. Rồi bữa tối, bây giờ bữa tối hai đứa ngủ ở đâu? Dạ con ngủ bên ngoại, con chắc hôm nay về đây ngủ. Về đây ngủ hả? Dạ. Tụi con có sợ không? Dạ không, tại ba mẹ con. Đúng rồi, tụi con không sợ phải không? Thì nó ngay vậy thì tụi con dạng nhiều người thì cũng sợ. Ngủ là ngủ ở chuyến này, tụi con ngủ chuyến này luôn nghe, ngủ trong buồng. Dạ con ngủ trong buồng, em con ngủ đây. Con ngủ trong buồng, em con ngủ đây thì ông ngoại bà ngoại gần thì mượn ông ngoại bà ngoại ngủ, qua ngủ với tụi con. Dạ. Các con. Tụi con đâu có học hè hả? Dạ không. Con tên gì chú quên nè, con gái nè. Dạ con tên Tuyết Nhân. Tuyết Nhân hả? Dạ. Rồi con trai? Dạ anh tên Trần Minh Nhật. Trần Minh Nhật. Cha họ Trần ha. Dạ. Nhà nè của chú anh chị, nhà của anh chị á là ở trên mái tôn nó cũng mục hết trơn rồi của chú anh chị ơi. Khách Trần đi vô buồng để gọi cho bà con xem nha. Ủa sao con thấy nước ở đây dữ vậy chú? Nó nhiễu xuống nó rồi cha nó bọc lên nó nhiễu nó bọc rồi làm cái miếng cao su ở trên đó hả? Trên đó bọc dính nước đó mà chưa xả xuống. Cái này lấy cây xả mới được chú ơi, để thôi nó nặng quá cái nó sụp xuống đây ướt đồ hết trơn à. Quên nữa, mới coi nãy la nó tính chịu thôi vậy xả. Dạ. Mùa tao này nó mục rồi bởi vì rồi mưa cái nó dột xuống nè. Kẽm nó ấy nó lủng lỗ. Lủng lỗ chân tự trơn con chú anh chị ơi, bà con thấy không? Nè. Cái chân gọi gì chắc bà con không thấy mấy cái lỗ trắng trắng này là một hết trơn nè. Trắng trắng bằng đầu đũa luôn. Đầu đũa nhóc hết trơn. Ồ chỗ này một hết trơn rồi. Nguyên chỗ mùng này cái lừ hết. Bây giờ sao phải thay cái miếng tôn gì để mấy đứa nó ngủ tội nghiệp nó giấc tối nè rồi chú ơi. Trời ơi nè cô chú anh chị thấy tại vì có cái miếng vải xanh đó cô chú anh chị thấy không rõ. Nhưng mà những cái đốm trắng ở đây là nó một tôn đó cô chú anh chị. Cho nên hồi lúc trước anh có làm cái miếng cao su để mưa nó đỡ dột, mà mưa lớn ban đêm mưa lớn rồi phải lấy cây đẩy ra chứ để tới sáng là nó sập xuống luôn à. Bây giờ nếu mà mình chưa có làm ton được thì làm một miếng cao su nữa mới nữa đi. Miếng cao su mới từ đó qua đây. Dạ dạ. Ở đây là bếp nấu ăn của anh chị đó cô chú anh chị ơi. Xài nước thì cô cho xài, xài ké của cô. Bây giờ thì anh chị qua đời hết rồi. Mấy đứa chắc cũng bà ngoại nấu ăn cho luôn. Rồi đi học thôi. Nhà chật lắm. Hai đứa sáng giờ có đi xuống mộ cha mẹ không? Có hỏi nội là bữa nay xây gần xong chưa? Dạ con có hỏi nội là chưa có xong. Chưa có xong hả? Dạ. Ở đây giữa trưa nóng quá trời luôn ha, ton vòng vòng ton hết trơn luôn nè. Tối ngủ mượn ông ngoại với bà ngoại qua ngủ với tụi con. Dạ. Là không ra có ngủ đây chưa? Dạ, chưa. Chưa tính đêm nay là ngủ đây ha. Ngủ nằm mơ có gặp cha mẹ gì không tụi con? Dạ không. Không có gặp ha. Qua đám rồi.
đồ có bỏ tùm lum đó con, rồi bây giờ qua này mới dẹp dọn chứ. Dạ dạ. Bây giờ thì chú có lời khuyên với tụi con ha. À, cha mẹ mất hết rồi thì tụi con á sống với ông bà ngoại, bây giờ tụi con cố gắng học hành ha, ai làm gì làm kệ người ta, mình không có mà theo bạn theo bè gì chứ, tụi con gắng cố gắng lo học, học để sau này tụi con nhờ cái thân tụi con, tại vì nhà mình đất ruộng không có, gia đình quá khó khăn, thì chỉ có cách là tụi con cố gắng lo học để sau này tụi con thay đổi cuộc đời của tụi con ha con ha. Dạ. Cố gắng lo học nghe con. Nhật cũng vậy. Dạ. Đi học về thì mới mốt á tập trung lo bài vở, rồi không có coi điện thoại nhiều. Nhiều khi con sử dụng điện thoại nhiều nó bị ảnh hưởng, nó bị phân tâm á con biết không? Hai chị em lo học. Rồi lâu lâu chú điện mà chú hỏi thăm tụi con ha. Ừ, cố gắng nghe con. Ừ. Sức khỏe cô bữa nay con thấy cũng đỡ nhiều hơn nè. Đỡ nhiều hơn không? Cái bữa mà đám nó thấy cô quá trời luôn, mặt mắt gì sưng hết trơn luôn. Thấy hay quan tài con mà chịu không có nổi. Dạ. Hôm nay kìa cô cũng đỡ rồi. Dạ. Thì bây giờ giống như cái chuyện gì nó xảy ra rồi mình cũng muốn thay đổi khác cũng không được đâu cô. Giống như cái số mạng con người ta định mệnh như vậy rồi. Dạ. Thì mình cũng không có thay đổi được con. Dạ. Bây giờ. Nhưng mà mình không có chịu nổi. À, mình không có chịu nổi. Dạ. Bây giờ cũng như còn hai đứa cháu gắng chăm sóc nó. Cha mẹ nó qua đời hết rồi, nó cũng đâu có lo cho con nó được. Cô chú thì lớn tuổi rồi. Dạ. Hàng bà cũng gần 70 hết trơn rồi. Dạ, gần 70 hết rồi. À, mấy bữa nay ở bên cái chỗ mà xe 7 chỗ đó cô. À, có chính quyền rồi có mời mình tới để mà thỏa thuận nghe là gì chưa? Chưa có, cũng như hôm qua có mời đi lên và chú với thằng em nó đi lên cảnh bên kia thì cũng xui với thằng của em có thằng ghế nè. Dạ. Lên cảnh thì cũng như hỏi này hỏi kia vậy thôi chứ cũng chưa có gì. Dạ. Ừ. Thì trước mắt thì bên bên kia thì cũng có đem tiền qua để hỗ trợ làm đám tiệc đồ một ít rồi hả cô? Thì đem qua được 50. Làm đám nó với bà chủ xe đó, tài xế thì đem qua 50, còn bà chủ xe thì bà gửi 10 triệu là để cúng điếu đó. À cúng điếu. À, tại vì mình mua hai cái quan tài cho anh chị là chọn gói là hết 40 rồi. Hết 40. Dạ. Thợ mà lãnh làm mồ mã cho anh chị là mắc tiền không cô? Nghe nói là 10 triệu gì đó. 10 triệu. Là mình cũng như là cô ở đây thì lo làm đám, còn bên kia thì mồ mã mà cũng lấy tiền cái đó, tiền ta ấy đi làm gì mà mồ mã. Dạ. Rồi không đủ thì lấy tiền ta cúng điếu đi lên về làm thêm 40 nữa đi về làm nữa. Cũng như hết cái số tiền mà người ta đưa. Thì nếu mà tính làm mồ mã của anh chị luôn là cũng khoảng cỡ 10 mấy 20 triệu không cô? Đủ không? Cô thấy bữa đó là bằng mua đồ vật liệu không đó là hết 20 mấy triệu rồi. Vật liệu không là hết 20 mấy triệu rồi ha. Rồi ảnh qua đây cũng như là tiền hàng gương đó là hết 40 triệu nữa, với tiền vật liệu là 20 mấy triệu rồi. Dạ. À, rồi là hết 60 triệu, coi như là tiền ta cúng điếu 10 triệu, với tiền kia là hết luôn đó. Là hết luôn rồi hết đó luôn ha. Đó. À, rồi dạ. Qua đám rồi cũng còn được 40 triệu, 40 triệu thì ảnh cũng lấy gì bà ảnh làm nhà mồ. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì chắc con nghĩ làm nhà mồ thì cũng làm kiểu đơn giản, làm 4 cây cột. Ừ. Và làm một cái mái tôn che trên để đừng có nắng mưa thôi hả cô? Ừ. Cô cũng không biết ảnh làm sao. Dạ. Nữa cô, bữa chung con tới nay không có qua luôn. Dạ. Hôm qua thì chú đi rồi dẹp dọn nhà cửa. Tại vì nói ngay gia đình mình cũng khó khăn thì mình làm che nắng che mưa cũng được rồi. Dạ, mà không biết ảnh bữa đó làm sao. Dạ, bên ông nội của mấy đứa đó. Làm. Dạ. Thì cô cũng nói với ảnh là
đình mình giờ cũng khó khăn. Dạ. Cháu thì còn nhỏ thôi, anh làm cũng đơn giản thôi. Dạ. Cũng như là có máy che mưa che nắng cho con được rồi. Dạ. Mà không biết anh làm sao, cô dạ. Không biết chưa qua nữa. À, cái phần đất bên bên chỗ mà anh với chị nằm á, là con có nghe bác trai nói là hồi trước là anh Nhã với chị Nhan hồi hồi mới cưới là ở bên đó. Rồi thời gian bao lâu rồi mới về đây ở cô? Hồi mới cưới thì ở bên đó, rồi ảnh nghe nói người ta khan giếng dầu gì đó, rồi cũng như là đường ống dầu á, rồi dạ. Mới cất cho nó cái nhà ở cặp ngoài, nghe cặp ngoài cái chỗ cái hàng rào ảnh á. Dạ. Rồi sau này nó không có làm giếng dầu nữa thì ảnh mới dở chứ làm cất cái nhà nó cũng không có ở. Vậy là nó anh đi ghe rồi nó cũng đi tới nuôi cô. Hồi trước là anh chị là cũng có đi ghe chở gì cô? Đi ghe mà chở mía á. Dạ. Rồi cái sau này rồi nó nói ở bển không có được. Thì về dạ. Đây đang thuận tiện với gửi mấy đứa nhỏ cho cô đang đi làm đó. Dạ. Thì về đây cô mới cho nó cái nền nó cất nó ở. Nó cất nó ở lúc nhỏ này thì 3 tuổi rồi mà bây giờ nhỏ này mới lớn là dạ. Ở đây không? Ở đây không? Tính lại cái nhà này có 10 năm rồi. Dạ. Ừ. Hồi trước ở đây anh chị có được hộ nghèo gì không cô? Ở địa phương có xét cho hộ nghèo không? Tại vì nó không có hộ khẩu ở đây. Dạ. Hộ khẩu lúc trước là nó chuyển về bển hết rồi. Dạ. Rồi hôm nay cũng như nó tạm trú ở vậy đó, cô cho nó ở thôi chứ nó không có chuyển giấy tờ gì vậy. Dạ. Ừ. Mỗi một lần mà giấy tờ thôi gì bển làm. Ừ, bữa hôm con có nghe cô với xui của cô á là bàn tính cái chuyện mà ở bên đây ở bên kia rồi bây giờ là mình chốt lại là sao rồi cô? Thì cô đâu có cho đi đâu. Con coi cô nói với con nghe phải hồi đó hồi nhỏ xíu nào ở đây tới cô tới bây giờ. Dạ. Mẹ cha nó mất rồi nó về bển nó qua qua đâu có quen chỗ đâu nó ở. Dạ. Tội nghiệp nó. Giống như nó quen ở bên đây rồi rồi nó học hành cũng bên đây. Bên giờ cô muốn cho nó ở bên đây nữa, nó có cái nhà vậy đó con. Rồi nó chị em nó ở ăn dạ. Uống thì cô vẫn đem nấu nướng cho nó ăn. Dạ. Rồi ngày nó lớn lên rồi thì nó ví dụ nó đi làm ở đâu nó về nó cũng có cái nhà. Dạ. Thời cha thời mẹ nó. Dạ. Bây giờ ảnh em về bển thì cũng như là giờ cha mẹ anh ấy cũng ở đậu rồi. Dạ. Ừ. Tại vì ổng cũng già cũng ổng có gì. Dạ. Nói ngoài chung. Nói ngay á nội ngoại như nhau. Ừ. Ai cũng muốn tốt cho con cháu mình hết chứ không phải là nặng nhẹ là gì. Ừ. Dạ thì con nghe bác trai họng cũng có nói á ở dưới tôi cũng ít cháu anh chị xui ơi á, ở trên này thì anh chị á, là con cháu đông mà cô thì cô có lên tiếng cô nói đông bao nhiêu cũng không có đủ dạ con cháu mình mà với ảnh thì con cháu nó cũng đông mà điều tệ vì con cái đi làm tứ hướng nó đâu có đem về cho ảnh đứa nào. Dạ. Con ảnh cũng đông lắm. Rồi ở gần hồi đó giờ nói chung mến tay mến chân trai, rồi bây giờ nó đi ở đây cô cũng buồn sao chịu nổi. Buồn con mất rồi thêm cháu đi nữa. Dạ. Anh chị thì vắng số rồi. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa nó về bển nữa rồi cô đâu có chịu được. Tôi chịu được. Giờ ở đây nó đốt nhang rồi cho cha mẹ nó. Dạ. Mà anh đi anh đòi anh rước hai nó nhỏ về bọn thờ tôi ăn mới ai cho rước ai cho thỉnh. Dạ. Đâu có nên. Dạ. Thì thôi kệ đi rồi để sau này tụi nó lớn lên rồi tụi lớn nó lên. Tự chọn đi cô ơi. Ừ thì cô nói sao này nó tự chọn chứ cô đâu có giành giật gì. Dạ để ở đâu cũng được bên nội bên ngoại gì cũng được. Nó đỡ ở đây nó đỡ buồn. Dạ. Cha mẹ nó thì đi đầu này đầu kia hoài, nó cũng ở nhà. Ảnh hồi trước giờ là không có biết rượu chè gì chân luôn hả nó cô? Không rượu chè gì chứ, ở nhà đám dỗ mà nó cũng không uống nữa. Dạ. Tại nó vì nó đi tiếp khách thôi, nó chạy về trốn à. Cái cô ở đằng này, cô thương anh Nhã dữ lắm luôn. Ừ. Cái cô mà bán tập quá lớn lớn tuổi á. Ừ. Cô nói ảnh mắt rồi là cậu cũng như suy sụp tinh thần luôn á. Ừ. Ở đây ngay đi hai vợ chồng nó ở đây ai cũng thương chứ. Dạ. Nó không mất lòng gì với ai chứ. Ai nói gì nó cười khà 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 thôi. Dẫn con số. Cô nó hiền dữ lắm. Dạ. Mẹ nó hiền nó còn giỏi nữa. Bằng cái này bằng cái kia ai muốn cũng dắt cho cũng dắt, ai muốn bằng gì cũng bằng dân mấy sới cũng đi lái. Mà con cái là ruộng đất mình không có, không có. Rồi nghề nghiệp không ổn định cho nên cái kinh tế thì nó vất vả hoài. Vất vả hoài. Con thì đi học.
hai đứa đi học thì nó ngay cũng tốn kém. Tốn kém. Rồi mình thì cũng bấp bênh, giống như mình đó thì cũng ngày có ngày không. Dạ. Dạ. Thì làm cha làm mẹ mà đâu đâu có ngại cái công mình, miễn cố gắng lo làm cỡ nào cũng được, chủ yếu là lo cho con có cái ăn cái mặc là được rồi, chứ đâu có nghĩ. Đâu có nghĩ màng gì thân thể nữa. Mẹ nó thì động đông lạnh suốt không vô, ông bà cũng không đi được nữa, không làm đang nữa kiếm tiền tự tiền thưởng đó. Dạ, đang mình làm giống như mình làm đủ công á thì cuối năm cũng được cái thưởng. Thưởng đâu có dám đi đâu đâu. Dạ. Nhiều gì cũng đi làm hết. Tội nghiệp cô qua lại cô khóc hoài luôn. Tối cô với chú qua ngủ với mấy đứa cháu đi, cô ngủ với mà con bé lớn đi. Rồi bé trai ngủ với ông ngoại. Ngủ cho nó chừng từng lễ 10 ngày vậy cho nó quen. Chứ nó nói không ấy chứ nhiều khi nó cũng sợ. Sợ. Tại nó nhỏ mà. Cũng như đồ, ba cái đồ đạc đồ đó đem đi đốt hết trơn rồi. Cô hồi nãy cũng mới mua chiếc chiếu về trải con tối nay qua ngủ. Dạ. Qua đám rồi đốt bỏ hết trơn ba cái đồ mà có liên quan với mẹ nó đó. Dạ. Chiếc chiếu thì hổm lấy cho mẹ nó nằm. Dạ. Cha mẹ nó nằm rồi đốt bỏ. Rồi không có chiếu, giặt không có chiếu. Dạ. Cô mua chiếc chiếu về trải. Ăn uống thì mới mốt tụi nó khỏi làm bên đây. Cô làm đồ ăn bển thì tụi nó ăn bển luôn. Thì cô làm cho nó ăn. Dạ. Chứ riêng tư gì nữa. Nó đâu không biết nấu. Dạ, nó còn nhỏ mà cái tuổi này lo đi ăn đi học không mà. Nó, hồi mẹ nó còn sống vậy nó mẹ nó không biết nấu nữa, nó không biết nấu, nó mẹ nấu cho nó ăn. Dạ. Rồi cái bữa nào mẹ nó đi trễ cũng như ngủ quên đó, đi trễ thì nó kêu nó đem đồ ăn nó ra, nó kêu nhỏ em dâu đó. Dạ. Nấu cho ăn mà nó nấu cho nó ăn. Chứ hai chị em nó không biết nấu. Dạ. Nó biết nấu mì thôi. Bây giờ cô chú thì cũng lớn tuổi rồi. Thì bây giờ sức khỏe mình lo cho cháu được tới đâu thì mình lo tới đó. Chứ biết sao nói. Sao nói giờ. Ngày nó lớn lên chút xíu thì nó cũng biết nhận thức được này kia rồi thì nó cũng đỡ. Dạ. Hai ông bà cũng gần 70 hết trơn rồi. Gần 70, chú 70 rồi. Cô cũng 64, 65 gì rồi. Cô dạ. Cũng nhớ luôn khoảng cô đó. Cô chú là 70 rồi ha. Chú 70 rồi. Dạ. Ở nhà cô rồi với chú rồi tối ngủ đâu có gặp anh chị hả? Không. Cô nguyện đi, cô thắp nhang cô nguyện với anh chị thôi, cũng đừng cho con nó gặp. Để nhiều khi nó còn nhỏ quá nó sợ tội nghiệp nó. Cô cũng nói vậy đó. Dạ. Nó thấy nó sợ mấy đứa nhà nhà này cũng vậy nữa, nó cũng loa nó giái anh chị nó hoài. Dạ. Đừng làm được sợ, nghe tôi sợ tôi không dám cúng gì cho anh ăn hết. Dạ dạ. Mình nguyện gì đó. Chứ mấy ngày gần đây thì anh chị còn lẩn quẩn trong nhà. Nó gì đó. Mình không thấy nó. Dạ, nhưng mà mình nguyện rồi thì chắc không có thấy đâu. Dạ. Không cho mình thấy đâu, tại vì mình nguyện nó rồi á. Dạ. Mình không có. Mấy thằng em đó hôm qua ghé em mà bà con cô nó ghé đứa rốt đứa thuốc nó là. Trời ơi, mới tận dưỡng miếng thuốc lên là anh ba anh làm một hơi cái là tái cán luôn. Trời ơi, vậy đó hả cô? Nó nói vậy đó. Đốt một cái là đốt rồi cầm lên rồi là miếng thuốc cháy gần một hơi rồi tái cán luôn. Nó nói với cô út nó đó. Vì dạ. Mẹ nó hai mẹ con qua nó giờ mẹ ơi, con mới cầm cái mà miếng thuốc lên cho ông anh ba một cái, ổng làm một hơi cái là tái cán luôn. Trời ơi, vậy hả? Bởi vì mấy đứa này đốt suốt luôn nè. Dạ. Thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Kha Trần đi qua thắp nhang cho anh chị, anh Nhã với chị Nhan. Thấy cái hoàn cảnh gia đình rất là tội nghiệp của cô chú anh chị ấy. Cô tại vì mẹ của chị Nhan á, cô chú anh chị thì cũng mới đây mới làm đám xong 2 ngày, cô còn buồn dữ lắm. Kha Trần thì cũng qua an ủi cô phần nào. Clip kinh Hậu Giang với tôi đến đây em xin kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo.